Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2022. Em chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống từ tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống. Hôm nay em chia sẻ các dòng hồng mà nó ở tầm trung cấp các bác nhé. Nó ở tầm ngang với như là Minh Châu Á Hậu. Bởi vì là những cái dòng trung cấp như vậy thì rất là nhiều bác chưa có giống. Thì ngày hôm nay các bác xem video thì để cố gắng là xem đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào cái đơn hàng số 1 của phiên bán hàng ngày hôm nay. Trước khi đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, em mời các bác ngắm mặt bông của hồng tiểu điệp. Hồng tiểu điệp là một mặt bông rất là đẹp các bác nhá. Nó nằm ngang tầm với là Á Hậu, Minh Châu các bác nhá, rất là nhiều các dòng hồng. Cái đơn hàng số 1 này là một chậu hồng tiểu điệp. Chậu này thì một mầm gốc và một thân mẹ, thân giả. Thân này thì có một cái nụ đấy các bạn nhá. Về các bạn ngắm hoa luôn. Cái mầm gốc này thì được khoảng tầm 40cm các bạn nhá. Mẹ này thì tầm hơn 20cm. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,5 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đơn hàng số 1 hồng tiểu điệp. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 này cũng là một cái hồng tiểu điệp. Cái này thì cắt khúc ươm ki các bác nhá, ấm chậu rồi. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này cũng là một ki hồng tiểu điệp, ki này cắt khúc ươm ki. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 4. Đơn số 4 này cũng là một ki hồng tiểu điệp cắt khúc ươm ki. Cái này thì cắt khúc này người ta đều cắt hai mắt thì vẫn còn lại một mắt này các bác nhé. Về các bác bôi một tí duy xanh là nó sẽ lên. Đơn số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Á Hậu các bác nhé. Chậu này thì một mầm gốc đã lên này. Dưới này còn hai mắt nữa các bác nhé. Hai mắt đây ạ. Hai mắt nữa. Cái này thì các bác về các bác có thể tách cái mầm gốc này ra để cho hai mắt này nó lên tiếp các bác nhé. Cái đơn hàng số 5 này chậu hồng Á Hậu nó rất đẹp các bác nhé. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,8 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Cái này thì em chỉ có một chậu thôi. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 và đơn hàng số 7 ngày hôm nay em có hai ki xòe xanh. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Cái này cắt khúc nha các bác nhé, cắt khúc kỳ rất là khỏe. Đấy, mẹ của nó đây. Em chuyển qua đơn hàng số 7 cũng 600.000 đồng, chia sẻ cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Cái này là cắt khúc các bác nhé. Đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu hồng mỹ nhân các bác nhé. Một mầm gốc và 4 ki trên thân. Một mầm gốc 4 nhân thân. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 này là một ki hồng mỹ nhân cắt khúc ươm ki. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 này là một ki hồng mỹ nhân cắt khúc ươm ki. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì trên này thì đang ra nụ và dưới này thì ra ki các bác nhá. Hai mầm gốc lá lỗi luôn. Đấy ạ, rất là cả hai mầm gốc đều lá lỗi các bác nhá. Cái đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm năm cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 này là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 3 mầm gốc và 2 thân hoa. Cái này thì nguyên hoa các bác nhá. Đấy, cái này nguyên hoa luôn. về các bác ngắm hoa cực kỳ là sai hoa luôn. Cái đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay đó là mở 3 cái cây tím yên tử này các bác nhá. Đây ạ, 3 cây này. Cái này thì tất cả nó đều là hàng mầm gốc năm 2 rồi. Nó đều có thân già. Cái đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. 3 cây rất là đẹp luôn các bác nhá. Đơn số 14, đơn số 14 này là 1 này, 2 này, 3 này và đây thân già đang ra rất là nhiều kỳ các bác nhá. Đấy, cả cái cụm này luôn là 150.000 đồng. Các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đơn số 15, là cái mầm gốc tím yên tử này các bác nhá. Đấy, cái mầm gốc này. Cái mầm gốc này thì tầm khoảng 30 cm rồi các bác nhá. Và một cái thân già đây. Thân già của nó rất là dài luôn đấy ạ. Đây. Đấy, thân già của nó rất là dài. Mầm gốc của nó đây. Cái đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Đấy, 2 mầm gốc các bác nhá. Mầm gốc phi phải gọi là cực khỏe luôn. Cái này thì vẫn còn thân già, cái này thì chắc là sau này nó ra ki. Cái đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Những cái mầm phải gọi là quá là mập đẹp các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 này cũng là một chậu năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Chậu này thì 2 mầm gốc và ra được 2 cái ki này có rễ rồi các bác nhá. Về các bác tách xuống chậu. 2 mầm gốc của nó đây. Những cái mầm này thì cuối năm nó cứ mét hơn mét là chuyện bình thường. HO đi rất là khỏe. Cái đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 này là một chậu năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Chậu này thì 1 mầm gốc và 3 cây trên thân. Cây này đã ra rễ rồi. Về như chậu này là các bác cắt cái thân già này và các bác đặt nằm xuống giúp em nhé. Là 3 cái cây này sẽ được một chậu HO rồi. Cái đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 là một chậu Cửu Long Cao Phong. Chậu này thì 3 mầm gốc, 2 thân già các bác nhé. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Như cái video ngày hôm qua thì em có quay Cửu Long Cao Phong mới hé mới nở đấy các bác nhá. Bông phải gọi là siêu to luôn. Cửu Long này thì nó là dòng thân thủ. Và hoa thì bay 24 giờ. Hoa thành chùm luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 này là một chậu Kiểu Long Cao Phong. Chậu này 2 mầm gốc. Cái đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 này là một chậu Kiểu Long Cao Phong. Chậu này thì 2 mầm gốc và 1 thân hoa. Thân hoa này thì có 4 bông các bác nhé. Đây về các bác ngắm hoa rồi. Cái này nó là cánh bầu. Cái đơn số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 ngày hôm nay là một chậu mít Hòa Bình các bác nhá. Mít Hòa Bình, chậu này thì có 2 mầm gốc và 2 thân già. Cái chậu này nó đang ra hoa các bác nhá. Cái chậu mít Hòa Bình ấy đang ra hoa này. Cái đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đấy. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 ngày hôm nay đó là một chậu hồng yên thủy các bác nhá. Chậu này thì 1 mầm gốc và 1 mẹ. Cái này thì nó đang có nụ rồi. Về các bác ngắm hoa chả bảo hành luôn. Đấy, 4 bông luôn các bác nhá. Cái đơn số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,5 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Sẵn hoa rồi. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng hùng vương. Đây và mời các bác ngắm mặt bông của năm cánh trắng hùng vương. Đây là mặt bông của năm cánh trắng hùng vương các bác nhá. Mắt xước rất là đẹp luôn. Hoa thì bay 24 giờ. Cái này thì là hoa nở tại vườn nhà em luôn. Và nở tại chậu này luôn các bác nhá. Đấy, năm cánh trắng hùng vương. Cái này dòng này rất là sai hoa này. Bác nào mà thích chơi những cái dòng sai hoa, hoa thơm, hoa bay thì sưu tầm chậu này rất là hợp lý. Đơn số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đây ạ, nó vừa ra hoa đây. Em vừa ngắt bỏ. Này, hai thân hoa này rất là sai luôn. Đó là đơn số 24. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay đó là một chậu ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Chậu này thì 5 mầm gốc và hai thân già. Hai thân này rất là nhiều ki các bác nhé, và thân rất là to. Cái đơn số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đấy, chậu rất là to luôn các bác nhé. Và đơn số 25 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.